phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã trở thành xu thế tất yếu ở Việt Nam. Bài học thực tiễn thành công trong nước và các nước phát triển trên thế giới đều chỉ ra rằng liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để xây dựng hợp tác xã và trên cơ sở đó dần hình thành các liên hiệp hợp tác xã là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hàng triệu hộ cá thể và nông dân. Nhận thấy sự cần thiết đó, Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương triển khai dự án Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Gần 100 hợp tác xã đã đăng ký tham gia dự án. 20 tỷ đồng hỗ trợ cho 20 hợp tác xã đạt tiêu chí. Cải thiện kinh tế cho 500 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Đó là những thành quả bước đầu mà dự án đã đạt được trong thời gian qua. Bằng nỗ lực và sự tận tâm của chương trình, dự án tiếp tục tiếp thêm động lực, giải pháp phát triển toàn diện cho các hợp tác xã trên cả nước. Quanh năm quẩn quanh rừng già, sông suối, với nhà anh Thảo, con bò là sản nghiệp duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái đói đeo bám nơi xóm núi cũng đã nhiều năm nay, nhất là khi vào mùa giáp hạt hay ra xuân, làm thuê cũng không ai mướn, làm lúa thì chưa đến kỳ. Em thì ở nhà chăn trâu chăn bò, còn vợ đi làm chỉ có một người đi thôi. Vợ dạo này cũng đi vác keo, cũng không có nhiều việc lắm, thỉnh thoảng mới có việc. Có thời điểm đói nhất là dịp tháng 2, tháng 3 gì đấy, sau Tết đấy. Nó công việc nó chưa có thu nhập. Đi làm thì lúc đấy người ta cũng chưa kiểu nhận công trình nọ kia mấy. Là một trong những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã Hợp Tiến còn chiếm tỷ lệ khá cao. Toàn xã có trên 1.300 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 chiếm 29%. Năm 2023, dù tỷ lệ hộ nghèo có giảm, số hộ nghèo vẫn chiếm 16% tổng số hộ trong xã. Đời sống cư dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề nông lâm nghiệp dưới tán rừng. Chúng ta để mà hỗ trợ người nghèo thì riêng xã thì cũng đã tuyên truyền, vận động, đặc biệt những hộ khá giả để mà cùng chung tay, để mà cùng tuyên truyền, rồi là giúp đỡ những hộ hiện nay còn hộ nghèo. Bà con nhân dân hộ nghèo là phải chung tay cùng làm, không thể nào mà bà con nhân dân giao cho bà con nhân dân. Riêng xã Hợp Tiến là cũng có cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, vì phải thường xuyên để mà giám sát, rồi là cùng bà con nhân dân thực hiện. Cũng bởi khát vọng xóa đói giảm nghèo, vì mục tiêu chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Khi có chương trình dự án tạo sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân được triển khai, ngay lập tức dự án đã nhận được sự ủng hộ, đón nhận và hưởng ứng nhiệt tình của người dân và chính quyền địa phương. Dự án mang tên Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, cả nước hiện có tới 1,9 triệu hộ nghèo, cận nghèo, chưa tính các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất của các gia đình là thiếu sinh kế, việc làm ổn định và quan trọng nhất là thiếu những định hướng dẫn dắt cụ thể trong cách tìm hướng thoát nghèo bền vững. Từ thực tế cuộc sống và nhu cầu cấp thiết về một giải pháp giảm nghèo mang tính đột phá, có tầm chiến lược và sức lan tỏa cho cả cộng đồng, Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup với kinh nghiệm và tâm huyết trên hành trình 17 năm cống hiến vì cộng đồng đã quyết định nghiên cứu, tìm ra giải pháp đột phá trong công tác giảm nghèo. Quỹ Thiện Tâm luôn luôn xác định là cái gốc của sự phát triển đấy là phải tự lực vươn lên để thoát nghèo. Chúng tôi trong nhiều năm qua đều xác định là trao cần câu chứ không trao còn cá. Chính vì vậy cho nên là trong những năm gần đây, Quỹ Thiện Tâm đã tập trung vào hỗ trợ về nông nghiệp và coi nông nghiệp là động lực để cho bà con nông dân tự thoát nghèo một cách nó bền vững và đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân một cách nó tốt đẹp hơn, nó rõ ràng hơn.
Nhận thấy sự cần thiết đó, qua quá trình khảo sát, nghiên cứu, tìm tòi và đúc rút kinh nghiệm, bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, quỹ đã chính thức triển khai mô hình mới mang tên Dự án Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Tại Thái Nguyên và Sơn La, dự án đã tiến hành thí điểm tại 3 mô hình là 3 hợp tác xã điển hình chuyên chăn nuôi bò vỗ béo lấy thịt công nghệ cao. Trong đó, 2 hợp tác xã được lựa chọn tham gia triển khai đầu tiên đó là Hợp tác xã Bò Mông số 11 và Hợp tác xã Công nghệ cao Phú Lương. Tham gia dự án, mỗi hợp tác xã sẽ được quỹ hỗ trợ vay vốn 1 tỷ đồng với lãi suất 0% để đầu tư mua 50 con bò giống chất lượng cao cho 25 hộ nghèo tại địa phương, tham gia vào hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi theo hình thức nuôi tập trung cùng hợp tác xã. Đến nay, sau 1 năm đi vào vận hành, mô hình mới này đã bắt đầu phát huy hiệu quả tích cực. Đàn bò sinh trưởng tốt, bò cái giống đã sinh được 18 bên non, đang có 10 lái chửa. Bò được vỗ béo nuôi lấy thịt tăng trưởng đều 35kg một tháng, tổng mức lợi nhuận ước tính gần 600 triệu đồng. Thu nhập của hộ gia đình tham gia vào hợp tác xã trung bình đạt từ 3 đến 6 triệu đồng một hộ, cao hơn nhiều so với mức cam kết là 1 triệu đồng một tháng mà quỹ đã đặt mục tiêu cho các hợp tác xã. Tôi làm đây được 2 tháng. Công việc của tôi là đi lấy cỏ về chăn bò, thái chăn bò. Thu nhập thì được 200 nghìn một ngày. Chăn nuôi tập trung này thì dễ quản lý. Với hai nữa cái lãi suất ở sau cái con bò thì là cái nguồn phân của nó. Đấy, nguồn phân của nó thì mình lại xoay vòng cho mình trồng cây lâu năm. Một con bò nó sẽ lớn được tầm cỡ 35 đến 40 cân trên con. Sau khi nuôi thì người ta mang, tôi cho thử lên bàn cân tôi tính toán. Thì cứ mỗi con bò mà 35 cân mà nhân với giá bây giờ mà bò suất 80 như này thì là một tháng là nó cũng phải được 1 triệu trên con. Địa phương thì cũng muốn làm cái mô hình mà nhiều cái địa phương, các xã rồi các cái mô hình chăn nuôi ở trong tỉnh có đến học tập cái mô hình này để làm sao mà từ đó có cái cách làm nhân ra diện rộng nhiều hơn nữa để đem lại hiệu quả mà đặc biệt là cái vấn đề mà xóa nghèo cho các cái hộ mà nghèo và cận nghèo một cách bền vững và cũng là để thực hiện cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Bước sang năm 2023, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục nhân rộng mô hình tới nhiều địa phương để các hợp tác xã và bà con nông dân trên cả nước đều có thể tham gia cùng dự án phát triển, xây dựng kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu ngay tại quê hương. Trong lần triển khai này, quỹ còn được tiếp thêm động lực mạnh mẽ khi có sự ủng hộ và đồng hành xuyên suốt của hai đơn vị đầu ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia và Văn phòng Nông thôn mới Trung ương. Sau 3 tháng liên tục khảo sát trực tiếp từng hợp tác xã, trong tổng số 100 hợp tác xã tại 17 tỉnh, thành phố ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ để thẩm định thực tế, đoàn khảo sát dự án đã lựa chọn được 20 hợp tác xã điển hình tại 10 tỉnh, thành phố. Với tinh thần làm việc khẩn trương, liên tục và chính xác, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Quỹ Thiện Tâm đã nhanh chóng tiến hành công tác giải ngân và tổ chức lễ bàn giao hỗ trợ đồng loạt cho các hợp tác xã được tuyển chọn tham gia dự án cho kịp tiến độ mùa vụ. Bằng nguồn vốn hỗ trợ không lãi suất trị giá 1 tỷ đồng cho mỗi hợp tác xã, Quỹ Thiện Tâm sẽ tiến hành giải ngân trực tiếp tới các đơn vị cung ứng vật tư con giống hay máy móc thiết bị cho các hợp tác xã. Ngay lập tức bằng khoản hỗ trợ này, các hợp tác xã đã có thêm cơ hội nhanh chóng mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, tạo sinh kế, công ăn việc làm hữu hiệu cho các xã viên. Và hơn cả, đó chính là tạo công việc ổn định cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo hay những hộ có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện thu nhập. Cái u ác dạ dày là mổ dạ dày từ 2017 ở trên Hà Nội. Thế là về thì nói chung là cuộc sống thì nó bệnh tật thế nhưng mà mình cũng không phải nghĩ ngợi gì, mình vượt lên chính mình. Sức khỏe thì tôi nó yếu, thế nên là sang đây làm cái nguồn thu thì chỉ nói chung mà nói là chỉ tháng được 4-5 triệu thôi. Nhưng mà cảm thấy nó vui, nó khỏe. Tôi năm nay 78 tuổi, hôm nay tôi được cho cây này chưa làm bao giờ, nhưng vào hợp tác xã, được học mai sau truyền lại cho con cháu. Biết nó để làm thuốc bình thường ở nhà thì chỉ làm nông, chỉ đủ ăn thôi. Thích làm giàu nhưng không có làm được. Làm nông trước giờ không có lương bao giờ. Thì đi làm hợp tác xã có lương mừng lắm. Tôi sẽ mang những cây này về trồng ở nhà, giao cho con làm kinh tế. Điểm khác biệt của chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương và hợp tác xã chính là cách làm sáng tạo, tính bền vững và tính nhân văn
tác động sâu sắc đến cộng đồng của Quỹ Thiện Tâm. Thì áp dụng các cái nghị quyết của thành phố Hải Phòng, nó vướng rất nhiều cái mắc. Nhưng đối với cái chương trình Quỹ Thiện Tâm này là hỗ trợ cho vay vốn không lãi suất, đó không cần phải thế chấp, đó là một cái niềm vui rất là lớn mà để cho các hợp tác xã có cơ hội để phát triển và đầu tư vào máy móc, vật tư nông nghiệp, thúc đẩy các cái quy trình phát triển của đơn vị mình. Là chúng tôi xuất phát từ cái nhu cầu là các hợp tác xã còn thiếu gì. Nếu như thiếu về cơ sở vật chất thì chúng tôi sẽ tìm cách là hỗ trợ về cơ sở vật chất. Nếu như thiếu thiết bị thì chúng tôi tìm cách hỗ trợ trang thiết bị. Có những việc mà tưởng chừng là trước đây thì các nguồn ngân sách nhà nước thì bằng nhiều các quy định thì rất khó mà triển khai một cách nhanh đến người sản xuất. Nhưng mà thông qua cái hoạt động của quỹ thì chúng tôi có thể giải quyết rất nhanh. Những cái giải pháp này là đến với người sản xuất một cách rất nhanh. Từ cái chương trình này thì sẽ tạo tiền đề cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với cái hợp phần, đặc biệt là cái hợp phần tạo sinh kế của 2 chương trình giảm nghèo và chương trình phát triển kinh tế xã hội thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng kinh tế xã hội của thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Đây là sẽ là tác động để giải quyết được cái câu chuyện đó là cái vốn tạo cái sinh kế cũng như là cái sản xuất, chuyển đổi tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái là phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Sau thời điểm kết thúc 5 năm của dự án, hợp tác xã có trách nhiệm hoàn trả lại 50% vốn ban đầu cho chương trình và sẽ thực hiện trả nốt phần vốn vay còn lại, tối đa đến năm thứ 10 của dự án. Nguồn vốn sau khi hoàn trả sẽ tiếp tục được quay vòng để hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp điển hình hoặc ưu tiên xây dựng các công trình dân sinh, phục vụ lợi ích cộng đồng. Có những người hiểu, đồng hành với mình và chia sẻ với mình thì rất là may mắn là có sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm, thì đấy là một điều tuyệt vời. Hỗ trợ tận tâm, lan tỏa điều tốt đẹp, hạt giống nhân ái gieo xuống hôm nay chắc chắn sẽ kết thành những trái ngọt đậm đà cho mai sau. Bằng khát vọng phụng sự và sự cống hiến cho nền nông nghiệp Việt Nam, dự án sẽ luôn nỗ lực hết sức để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, trở thành bệ đỡ vững chãi cho sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp. Từ đó, tạo động lực cho các hợp tác xã, cho người nông dân khát khao cống hiến làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.